Xin chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay HLT xin quay trở lại để hướng dẫn sử dụng bàn DMX512 sử dụng cho đèn LED 54 bóng. Thì để đi vào phần hướng dẫn thì mình chia ra thành 4 mục. Mục thứ nhất là mục hướng dẫn sơ lược về các nút. Mục thứ hai là mục hướng dẫn lưu cảnh. Mục thứ ba là mục chạy cảnh auto và cảnh cảm biến theo nhạc. Mục thứ 4 là mục lưu tràn cảnh và xóa cảnh mình đã lưu. Thì để đi vào mục 1 là mục hướng dẫn sơ lược với các nút. Thì bên tay trái của bàn DMX512 có 12 channel và 8 cảnh. Mỗi một channel tương đương với được 8 cảnh, thì đồng nghĩa là 12 channel. Như vậy là bàn DMX512 này được 96 cảnh các bác nhé. Được 96 cảnh. Đây là các cần để đẩy chọn ánh sáng. Và đây là trang A và trang B. Thì hiện tại thì chúng ta đang ở trang A. Đèn báo hiệu hiển thị màu xanh đang ở trang A này. Ở trang B thì ấn chuyển trang. Đèn báo hiệu đang hiển thị ở trang B từ 9 đến 16. Thì sử dụng cho đèn LED 54 bóng này thì chúng ta không cần phải chuyển trang sang trang B làm gì cả. Chuyển sang trang A từ 1 cho đến 8. Bên tay phải của bàn thì phần Blackquid sẽ liên quan đến Blackquid này. Cái tự chữ Blackquid này nó có cái dấu chấm ở đây. Khi cái dấu chấm này nhấp nháy thì chúng ta đang ở phần Blackquid. Program cũng thế, dấu chấm đây, đi liền đây. Program đây, Music, dấu chấm đây, đi liền Music. Auto, dấu chấm, đi liền Auto. Đây là màn hình hiển thị các thông số 123101 vân vân. Đây là hai cần độc lập điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của đèn. Rồi, vừa rồi là phần 1 là phần hướng dẫn sơ lược về các nút. Rồi chúng ta chuyển sang phần 2 là phần hướng dẫn về phần lưu cảnh. Về phần lưu cảnh thì hiện tại các bác lưu ý ở phần này. Chúng ta đang ở chế độ 101. Cái chữ program này, cái dấu chấm vẫn chưa hiển thị nhá. Thì bây giờ chúng ta muốn hiển thị để vào lưu, ấn dị chữ program. Các bác lưu ý nhá, ấn dị này. Dấu chấm đã được nhấp nháy hiển thị lên. Khi dấu chấm nhấp nháy được hiển thị lên thì chúng ta đồng nghĩa bây giờ là bắt đầu đi vào lưu cảnh. Nếu như các bác chưa có thì ấn nhá, có rồi thì không cần phải ấn. Phần lưu cảnh thì 12 channel này. Trong 12 channel này chúng ta sẽ chọn bất kỳ. Nhưng tôi sẽ chọn channel 1. Và đẩy cần dimmer này. Cần 2 sáng màu đỏ. Rồi. Thì các bác nhớ nhá, chọn channel 1 này. Để cần 1 2 lên sáng. Khi đèn sáng quay trở lại sang bên tay phải của bàn có chữ Medium ADD, nút 1, 2, 3, 4, phím thứ 4, ấn một cái và chọn lưu vào cảnh 1 này. Đấy. Khi ở lưu vào cảnh 1 xong thì chúng ta lại chọn tiếp cảnh thứ 2. Chúng ta lại ấn Medium. Thì làm thế nào để biết các cảnh vừa rồi mình đã lưu thành công nhá? Thì vừa rồi tôi ấn Medium này, lưu vào cảnh 2 này. Thì các bác nhìn ở các cái đèn báo hiệu này, nó sẽ nháy. Các bác hãy dám ấn này. Đấy, đèn báo hiệu nháy thì chúng ta đã lưu thành công rồi. Đẩy cần thứ 4 lên. Tiếp tục Medium 3. Và lưu, tôi sẽ lưu thêm một cảnh nữa. Medium 4. Thì vừa rồi tôi đã lưu được 3 cảnh. Để tiết lại các cảnh mình đã lưu. 1, 2, 3, 4. Ok, 5 thì không có gì, 6, 7, 8 không có gì. Thì trong lúc sử dụng thì hiện tại bây giờ thì tôi mới sử dụng được 4 cảnh thôi. Còn các bác sử dụng thì các bác lưu thêm được 4 cảnh nữa nhá. Lưu thêm được 4 cảnh nữa tùy các bác. Thì để lưu các cảnh mình đã chọn
thì các bác ấn chữ ấn dị chữ program, thì cái dấu chấm của cái chữ program đây đang ở dưới, khi ấn dị nó sẽ nhảy lên trên của chữ blackquid. Đấy, tôi ấn dị nó hiển thị chữ blackquid, vẫn lưu lại chữ blackquid. Ấn program blackquid các bác nhá, nhìn màn hình hiển thị. Lúc này thì tôi đã lưu xong. Khi lưu xong thì chúng ta chuyển sang mục 3 là mục chạy cảnh auto và chạy cảnh cảm biến theo nhạc. Trong lúc chạy cảnh cảm biến auto và cảm biến theo nhạc này thì bên tay phải của bàn DMX512 của chữ auto thì tôi ấn vào chữ auto này thì đèn sẽ báo là đang ở chế độ auto nhá. Xong xong. Lúc này chúng ta mới bắt đầu sử dụng hai cần độc lập. Hai cần này sử dụng trong chế độ auto nhanh chậm ở hai cần này. Các bác nhé, nhanh chậm ở hai cần này. Khi sử dụng chế độ auto chúng ta sử dụng chế độ auto không thích nữa, ấn vào chế độ auto. Chế độ auto sẽ mất này. Và tôi muốn chỉnh chế độ music, ấn vào chế độ music. Chế độ music này là chế độ cảm biến theo nhạc. Đấy, nguyên em nói thì đã cái thông số nó đã chạy rồi này. Đây, em nói này, 1 2 3 4 5 6 hoặc là tiếng động bất kỳ nhạc. Đó, đây là chế độ cảm biến theo nhạc các bác nhá. Cảm biến theo nhạc. Cảm biến theo nhạc. Và vừa rồi là mục 3 là mục chạy cảnh auto và mục cảm biến theo nhạc. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang mục 4 là mục lưu chèn cảnh và xóa các cảnh mình đã lưu. Thì ở cái lưu chèn cảnh và xóa các cảnh mình đã lưu này, ở cảnh 1 là cảnh màu đỏ, nhưng để lưu chèn cảnh tôi bỏ cái cảnh màu đỏ này đi để tôi lưu lại cảnh khác. Thì các bác chú ý vào màn hình hiển thị, chữ program dấu chấm hiển thị chưa hiển thị lên thì chúng ta sẽ ấn dị chữ program. Ấn dị cho program, dấu chấm hiển thị lên. Lúc này tôi đẩy chọn một màu bất kỳ cho cảnh 1. Tôi lấy màu trắng hồng này. Tôi sẽ ấn Medium 1. Lúc nãy là ở cảnh 1 là màu đỏ, nhưng tôi không thích màu đỏ nữa, tôi lưu cảnh màu trắng hồng vào. Bây giờ tôi sẽ tắt lại. Một. Đó, cảnh trắng hồng đã mất. Cảnh trắng hồng đã mất. Và bây giờ chuyển sang chế độ là xóa cảnh mình đã lưu. Thì trong lúc xóa cảnh mình đã lưu thì mình tắt bàn đi. Tắt bàn điều khiển đi. Khi tắt bàn điều khiển đi mà tôi muốn xóa tất cả các cảnh mình đã lưu thì ấn dị chữ program và nút xuống này. Ấn dị hai nút này nha các bác nha. Đồng thời bật bàn điều khiển lên, giữ nguyên trong vòng 3 giây. Giữ nguyên trong vòng 3 giây. Rồi, ok. Tôi sẽ test lại xem tôi đã xóa được tất cả các cảnh chưa. Đấy, như các bạn thấy, tất cả các cảnh vừa rồi tôi đã xóa xong. Và vừa rồi là video mình làm để hướng dẫn sử dụng cho bàn DMX512 sử dụng cho đèn LED 54 bóng. Các bạn cảm thấy hay thì like kênh của mình hoặc chia sẻ. Chúc các bạn thành công và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video sắp tới.